Cái chương trình livestream hôm nay Dương muốn nói về cái những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì anh chị cũng biết thời gian gần đây nổi trội là vụ của anh Trịnh Trịnh Xuân Thanh đã bị Cộng sản Việt Nam sang tận Đức để mà bắt cóc, đưa anh Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Thì trước anh Trịnh Xuân Thanh là ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc chết. Thì có nhiều người cũng ở trong nước, có nhiều người cũng không có nhận ra được rằng là ông Nguyễn Bá Thanh ông bị đầu độc như thế nào. Thì Dương cũng tìm tài liệu, chào tất cả các anh chị, Dương tìm tài liệu ở trên trên Google, thì Dương cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở trong Việt Nam biết thêm thông tin. Tại vì ở tại Việt Nam, anh chị cũng biết rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy bưng bít, và hầu như những cái chuyện gì mà sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ đưa lên truyền thông, không đưa lên truyền thanh, và thậm chí báo giấy cũng không đưa, và điện tử, báo điện tử cũng không đưa, và thậm chí nhiều nhà báo cũng không dám viết bài nữa anh chị. Thì chúng ta ngày hôm nay, những người Việt đang sống ở hải ngoại, chúng ta có được cái quyền tự do ngôn luận, thì chúng ta hãy sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình cho nó đúng, cho nó hiệu quả, để chúng ta đẩy cái thông tin về bên trong. Thì Dương sẽ đọc cái nội dung mà ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, rồi sau đó Dương sẽ đọc thêm một cái danh sách những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau nữa thì Dương sẽ có một cái bài hát Dương tặng cho anh chị nha. Thì trong cái chương trình livestream của Dương, Dương sẽ rút ngắn cái thời gian của mình lại và Dương sẽ không có làm nhiều nữa. Hiện tại là 12 giờ rưỡi bên Na Uy, thì Dương cũng cố gắng những cái chương trình mình trong khoảng thời gian 30 phút. Cho nên là Dương sẽ tổng chào tất cả các anh chị nha. Ai đã đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh? Như nhiều độc giả đã tinh ý nhận định, kẻ thủ ác không thể là ai khác ngoài Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng vì các lý do sau. Thì đây là một cái bài viết nói về cái chuyện nội bộ họ thanh trừng lẫn nhau nha anh chị. Động cơ, có hai động cơ quá rõ ràng. Nguyễn Xuân Phúc quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền Trung trong bộ chính trị tại đại hội lần thứ 11 đầu năm 2011 nhằm bảo vệ độc quyền của mình trong cái gọi là nhân tố miền Trung. Nên trong quá trình diễn ra đại hội có hơn 65 đoàn đại biểu, thì Nguyễn Xuân Phúc đã mời cơm gần 60 đoàn. Ông ta gặp riêng các trưởng đoàn và các ủy viên trung ương để vận động bỏ phiếu cho mình và rêu rao ông Nguyễn Bá Thanh độc đoán, chuyên quyền nhằm hạ thấp uy tín ông Thanh. Nhưng sẽ đọc cái diễn biến mà ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc như thế nào. Các ông Lê Thế Tiệm, Vũ Ngọc Hoàng cũng đồng thời là nạn nhân của Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội kỳ này. Đúng như tính toán, Nguyễn Xuân Phúc đã vào bộ chính trị dẫn đến câu nước chảy ngược mà người Quảng Đà thường hay nói. Đến cuối năm 2012, ngay sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được điều động về Trung ương, nhậm chức trưởng ban nội chính và được cơ cấu vào bộ chính trị, thì ai cũng thấy vị trí của ông Nguyễn Xuân Phúc lập tức bị lung lay. Ưu thế độc quyền, nhân tố miền Trung cũng không còn, ông Phúc cũng mưu mô dùng quyền phó trưởng ban thường trực chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để lệnh cho thanh tra chính phủ công khai kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng nhằm triệt hạ uy tín, bích đường vào bộ chính trị của ông Thanh. Mời độc giả xem lại bài viết sự thật về thanh tra đất đai ở Đà Nẵng để biết rõ hơn. Sau hội nghị trung ương lần thứ 7, ông Nguyễn Bá Thanh đã giải quyết được nhiều khúc mắc với các ủy viên bộ chính trị, đạt được nhiều thành tích trong các vụ án tham nhũng. Ông đã được sự ủng hộ của tứ trụ triều đình. Con đường vào bộ chính trị của ông đã mở rộng tại Hội nghị Trung ương 10. Sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả gia tộc bị đe dọa nghiêm trọng, được cả tứ trụ triều đình bật đèn xanh. Ông Nguyễn Bá Thanh quyết định làm việc cần phải làm sau khi đã nắm trong tay hàng loạt đơn tố cáo chính danh của nhiều tầng lớp nhân dân cùng chứng cứ xác thực về các hành vi tham nhũng, hủ hóa của Nguyễn Xuân Phúc. Và quan trọng nhất, ông Nguyễn Bá Thanh đã âm thầm thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành điều tra khối tài sản tham nhũng của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc theo chỉ thị mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả dinh thự sẽ được ông Thanh trình lên thường trực Bộ Chính trị bằng bí thư vào Hội nghị Trung ương 10 lần tới. Điều này khiến sinh mệnh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết và bắt buộc ông ta phải ra tay. Thì cái nội dung này á, cho chúng ta thấy được rằng là nội bộ họ thanh trừng lẫn nhau là bởi vì anh chị cũng biết rồi, đảng viên mà những người làm lãnh đạo cấp cao mà, thì ai mà không tham nhũng, không hối lộ, mà khi bị điều tra thì họ bắt buộc phải ra tay để mà triệt hạ những cái người mà họ sẽ làm những cái công việc liên quan tới việc điều tra khối tài sản của mình.
Tiếp theo anh chị, điều kiện và khả năng thực hiện. Với khối tài sản vơ vét hút máu nhân dân lên tới con số hàng nghìn tỷ và có quan hệ đặc biệt với Trung Nam Hải qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào và đại gia Hoa Kiều Đặng Văn Thành, người có vai trò quan trọng trong các hội đoàn người Hoa và gắn bó chặt chẽ với lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc hợp tác và chấp nhận chịu sự khống chế của Trung Quốc là điều tất yếu. Với tài sản cùng quan hệ đó đã quá đủ về điều kiện để Nguyễn Xuân Phúc thực hiện âm mưu ám hại ông Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt, cùng thời gian ngày 16 tháng 12 2013, ông Nguyễn Bá Thanh lên đường thăm Trung Quốc, thì cùng ngày 16 tháng 12 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên đường đi Lào trên danh nghĩa dự phiên họp liên chính phủ phân ban hợp tác Việt Nam-Lào. Những người thân cận tiết lộ cho biết có tháp tùng ông ta đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Vientiane, Lào. Nguyễn Xuân Phúc đã gặp riêng Đại sứ Trung Quốc Quang Hoa Binh, nội dung không ai được biết chi tiết. Nhưng sau cuộc gặp riêng thì thấy Nguyễn Xuân Phúc rất hớn hở và tự tin. Đây là có nghĩa là cái công cụ, cái giai đoạn chuẩn bị cho cái việc mà sẽ hạ gục ông Nguyễn Bá Thanh. Theo thông tin từ ông Phan Văn Tâm, thư ký phụ trách tháp tùng chăm sóc ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, ngay sau chuyến công tác Trung Quốc vào cuối năm 2013, ông Thanh bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, suy kiệt, thường xuyên bị choáng, ngất kéo dài cho dù trước đó ông hoàn toàn khỏe mạnh. Trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài các buổi tọa đàm chính thức, ông còn được bạn dẫn đi một số nơi để mua sắm, ăn uống, và chắc chắn ông bị Trung Nam Hải ra tay trong khoảng thời gian này. Các anh chị thấy có nổi da gà không anh chị? Có rùng rợn không? Tất nhiên chúng tôi không thể có được những chứng cứ và diễn biến quá trình cụ thể. Nhưng kết quả chẩn đoán ngộ độc phóng xạ ARS đã tiến triển thành ung thư máu bạch cầu cấp của các trung tâm y tế hàng đầu tại Mỹ là sự thật. Họ giết người không có cần phải dùng súng, không dùng dao, không dùng đạn, không dùng mát lê gì hết anh chị. Họ giết chúng ta, họ giết những người làm trong đảng bằng cái hình thức là dùng cái chất phóng xạ. Họ dùng cái cách nào thì có trời biết. Họ bỏ vô trong đồ ăn nè, họ bỏ vô trong nước uống nè, hoặc là họ để trên cái vành ly đó anh chị, họ tráng một cái lớp mỏng trên cái vành ly, rồi họ ngậm vô trong miệng thôi, thì nó cũng cái chất đó anh chị biết, nó cũng kinh khủng lắm, nó rất là kinh khủng. Cho nên là anh chị, chúng ta càng tìm hiểu chúng ta sẽ thấy được cái nội bộ đảng Cộng sản nó đã thanh trừng từ rất là lâu rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong cái xã hội độc tài mà, cho nên thông tin họ hoàn toàn bị bưng bít, cho nên người dân ở trong nước không có biết những cái chuyện này ha anh chị. Với đầy đủ động cơ, điều kiện và tính cách của Nguyễn Xuân Phúc thì càng không cần phải nói. Giới lãnh đạo Việt Nam ai cũng nhận định Nguyễn Xuân Phúc là kẻ thượng đội, hạ đạp, thâm độc, cơ hội, phản phúc từ ngay góc nhìn nhân tướng học, và thực tế đã chứng minh điều ấy. Chính miệng ông Phúc đã từng nói khi mới ra Trung ương nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ năm 2006, tôi là người không ngán gì, làm cho tới bến luôn. Việc Nguyễn Xuân Phúc mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể nghi ngờ. Chúng ta có thấy ông Nguyễn Xuân Phúc ổng trực tiếp ổng ra tay ổng ám hại ông Nguyễn Bá Thanh anh chị không, mà qua tay một người khác, cho nên là chúng ta đâu có thể điều tra được đâu. Chúng ta không thể điều tra được ai là hung thủ, ai là người giết ông Nguyễn Bá Thanh anh chị, qua một cái người khác mà làm sao mà điều tra ra được. Bắt ông Nguyễn Xuân Phúc này phải đền tội được, phải không anh chị? Thấy Cộng sản nó ngu ngô chưa? Theo thông tin chúng tôi có được, đợt hóa trị lần 3 của ông Nguyễn Bá Thanh đã thất bại và ông sắp được gia đình đưa về Việt Nam. Liệu ông có còn đủ tỉnh táo để hệ thống lại các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ về khối tài sản tham nhũng khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc và gia đình, cùng với lá đơn tố cáo đích danh Nguyễn Xuân Phúc là nghi phạm đã đầu độc ông trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm bắt tên đồ tể này hay không? Nhưng chúng tôi tin rằng trời cao có mắt, chắc chắn Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đền tội trong một ngày không xa. Đây là câu cầu trời Phật phù hộ cho Nguyễn Bá Thanh vượt qua được đại nạn. Chúng tôi có thể nói với ông rằng người dân Đà Nẵng rất thương ông, và từ chiều ngày 31 tháng 12 2014 đã lập đàn cầu an tại tỉnh Thất Bửu Sơn. Mọi người đều thành tâm cầu cho ông được thân tâm an lạc, bệnh
Tật bệnh tiêu trừ. Thì cái bài này viết lúc mà ông Nguyễn Bá Thanh còn sống, mà lúc đó là trong nội bộ lùm xùm chuyện mà ông Nguyễn Bá Thanh ổng bị ông Nguyễn Xuân Phúc hại đó anh chị. Thì lúc này thì lúc đó Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống. Thì chúng ta, tại sao Dương đọc cái nội dung này? Để Dương nói cho các anh chị và những người làm đảng viên, có thể là từ cấp trung ương, từ cấp tỉnh, từ cấp thành phố, từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ha, là anh chị cũng đã biết rồi cái bản chất của Đảng Cộng sản là vắt chanh bỏ vỏ. Dương không phải nói để mà Dương chia rẽ nội bộ đảng thế này kia. Bình thường, hiện tại, thường ngày nó đã chia rẽ rồi. Chúng ta không thấy nó ẩn mình dưới một cái lớp gọi là một đảng duy nhất. Nhưng mà thực sự trong một đảng này nó chia phe, chia phái, nó chia nhóm rất là nhiều. Và nó đấu đá, nó thanh trừng lẫn nhau. Họ vẫn cứ cố, họ giữ cái độc đảng này. Họ không làm đa đảng anh chị. Cho nên là họ giết nhau sùm ẩm tỏi ở trong đó mà chúng ta không biết. Những cái chuyện này làm sao mà họ đưa lên trên báo chí, báo đài được anh chị? Họ sẽ không bao giờ đưa lên đâu. Tại vì họ đưa lên đất nước làm sao tin vào cái chế độ này được nữa. Họ cố ém nhẹm. Anh chị có nghe có câu không? Giống như mèo giấu gì? Nó thì họ giấu giống như vậy. Còn những thông tin gì mà có lợi cho họ là họ đẩy rất là nhiều. Họ đẩy mạnh lắm để cho người dân tin ở bên kia, thế giới bên ngoài không có ổn định. Ở Việt Nam ổn định lắm. Nhưng mà các bạn đâu có biết ở trong Việt Nam có nhiều tướng tá chết hàng năm, chết hoài luôn mà chúng ta đâu có biết. Thì hôm nay cái kênh Facebook nó phát triển thì nhiều người nói chúng ta mới biết ha. Tiếp theo thì Dương sẽ đọc những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng ta nghe ha. Những cái thông tin này ở trong Việt Nam các bạn tìm không có ra, Dương sợ là họ đã chặn rồi cho nên các bạn tìm không có ra đâu. Cộng sản là chủ nghĩa khác máu với chủ trương bạo lực cách mạng, nên đảng viên cộng sản cuồng tính quen thanh toán giết người. Nó cái bản chất của Đảng Cộng sản như vậy đó, thấy ớn không? Thấy ớn không? Ở chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay với cả chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Anh chị nghe câu này anh chị có suy nghĩ được gì không? Chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Dương sẽ minh chứng cái câu nói này. Anh chị có thấy cái đất nước nào nó lạ giống như cái đất nước mình không? Lại bắt chính con dân của chúng ta bỏ tù để làm điều kiện yêu sách khi bước ra ngoài quốc tế, muốn làm ăn kinh doanh, nhất là với Mỹ. Ví dụ như ngày hôm nay muốn Mỹ cho một cái điều gì đó, hoặc là muốn làm ăn với Mỹ hoặc như thế nào đó, thì bây giờ họ lấy con dân Việt Nam ra làm điều kiện để trao đổi. Nếu như vậy thì họ bắt con dân mình vô làm điều kiện trao đổi. Bây giờ thằng Mỹ nó sẽ nói tao sẽ làm điều này cho mày nè, với điều kiện mày thả cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm này ra đi. Các anh chị có thấy cái người nào lạ lùng giống như cái chế độ nào lạ lùng giống như cái đất nước của mình không? Có thấy lạ không anh chị? Họ thả người này ra, vừa rồi có một số người đi gia đình mục sư Nguyễn Công Chính đi qua Mỹ, thì họ sau đó họ lại bắt thêm nhiều người, họ bỏ trong tù nữa để thay thế những vị trí đó, để khi mà nước ngoài có cái vấn đề giao thương về kinh tế làm ăn hay gì đó thì họ lấy con dân của chính họ ra làm điều kiện để trao đổi. Các bạn có thấy nó lạ lùng không? Tôi chưa từng thấy cái thể chế nào nó như vậy luôn á anh chị. Nhưng mà chúng ta càng đi sâu vào, chúng ta càng tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái câu nói ở đây nè, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Đó, cái câu này là dẫn chứng cho vậy đó. Anh chị đâu có biết đâu. Anh chị đâu có biết nhiều người ở trong Việt Nam họ không sử dụng Facebook, họ không coi tin tức. Các bạn đâu có biết được rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam bắt chính con dân của họ bỏ vô tù để làm điều kiện trao đổi với quốc tế đâu. Đâu có biết đâu. Chúng ta vẫn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là một thể chế chính trị tốt và an toàn. No, không an toàn đâu, không an toàn chút nào. Cái câu mà chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Dương mà mổ xẻ cái này chắc Dương nói 3 ngày chưa hết nữa anh chị. Cái câu này mà mổ xẻ nói 3 ngày chưa hết nữa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 anh chị thấy không? Họ là những người Việt Nam, họ là những người trong Nam, từ vĩ tuyến 17 xong bến Hải Cầu Hàm Lương đi vào trong mũi né trong tận Cà Mau là vĩ tuyến làm miền Nam.
Họ có bao giờ xách súng xách đạn mà đi ra cái vị tuyến 17 để đi ra ngoài bên kia giết người đâu. Nhưng mà đối với Cộng sản cũng là kẻ thù của Cộng sản. Và thậm chí trong tư tưởng của những người Việt Nam hiện tại, những người lính Việt Nam Cộng Hòa là thế lực phản động, là lưu vong, là bán nước năm 1974. Việt Nam Cộng Hòa dân Hoàng Sa, dân Trường Sa gì cho Trung Quốc mà đâu có biết được rằng là chính ông Phạm Văn Đồng đã dâng cái công hàm, dâng cái biển đảo cho Trung Quốc. Rồi năm 1958 đó, Trung Quốc lúc đó nó yếu, nó đâu có đánh được đâu. Năm 1974 thằng Trung Quốc nó mới đánh. Thì người lính Việt Nam Cộng Hòa phải đi ra ngoài đó bảo vệ. Nhưng mà cái lực lượng của chúng ta lúc đó nó đâu có đủ điều kiện để chúng ta bảo vệ, chúng ta giữ gìn cái điều đó đâu. Trời ơi, cái thằng anh em của mình nó đi bán, nó đi bán nhà bán cửa, mình phải đi ra mình bảo vệ đất đai. Bây giờ nó còn vu khống mình là người đi bán nhà bán cửa nữa. Cái câu này mổ xẻ dữ lắm anh chị, mổ xẻ nói 3 ngày 3 đêm chưa hết nữa. Dư luận viên nào mà nói năm 1974 đó Việt Nam Cộng Hòa để mất đảo Trường, để mất Trường Sa đó, coi lại đi. Năm 1958 ai dâng, ai ký cái công hàm dâng 12 hải lý cho thành Trung Quốc, nghe không? Rồi từ từ đi, Dương sẽ nói cái chủ đề này sau. Dương quay trở lại cái chuyện mà ngày hôm nay nội bộ nó thanh trừng lẫn nhau ha. Một, Stalin đã sát hại 2/3 ủy viên bộ chính trị, nó bản chất của Cộng sản đó. Khoảng 3/4 ủy viên trung ương thời Lenin và khoảng 20 triệu dân Nga. Đó, bản chất của đảng Cộng sản đem về áp dụng cho Việt Nam. Anh chị thấy Việt Nam có tồi đời không? Thấy Việt Nam có xấu số không? Đó, tự nhiên mang cái chủ thuyết Cộng sản đem về tàn sát đồng bào của chúng ta. Hai, Mao Trạch Đông cũng đã hãm hại nhân vật thứ hai như Lâm Bưu, rồi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, Bành Đức Hoài. Chánh Đặng Tiểu Bình cũng 3 lần bị hạ bệ và khoảng 60 triệu dân Trung Quốc đẫm máu. Nghe tới đâu rùng rợn tới đó ha. Cộng sản Việt Nam cũng không thoát khỏi những hành vi man rợ thuộc loại này, nhưng do bưng bít nên dư luận ít biết các cuộc thanh trừng nội bộ tàn ác trong đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, anh chị thấy không? Nó bưng bít hết làm gì mà mình biết? Không biết được. Cho nên Dương nói với anh chị, nhiều người trẻ ở nước ngoài chúng ta chịu khó, chúng ta tìm hiểu thông tin nhiều, chúng ta dùng cái tự do ngôn luận của chúng ta đẩy cái truyền thông về bên trong để cho nó có hiệu quả nha anh chị. Một loạt những cái chết bí ẩn, đó, chúng ta nghe để những cái người đang làm đảng viên chúng ta hiểu được cái bản chất của Cộng sản. Các anh chị tìm không có ra đâu, ở bên nước ngoài nó không có chặn cho nên tìm ra được ha. Lâm Đức Thụ sinh năm 1890, mất năm 1947. Tên thật là Nguyễn Công Viễn, thư ký thường trực Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, là một trong mấy người sáng lập tổ chức Tâm Tâm Xã năm 1923, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội năm 1925, người cùng Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu. Đó anh chị, chúng ta nghĩ Hồ Chí Minh là gì? Là sao? Mà các bạn có biết được rằng ở bên ngoài chúng ta tự do truyền thông, chúng ta tự do Internet, thì Hồ Chí Minh là một cái người phản bạn, chơi bạn nhưng phản bạn, đã âm thầm bán đứng cụ Phan Bội Châu để lấy bao nhiêu ngàn quan đó của Pháp. Đó. Nhưng mà Cộng sản vẫn tuyên truyền Hồ Chí Minh là gì? Một hình ảnh rất là đẹp, rất là vĩ đại. Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Đâu có đâu anh chị, không có đâu, không có. Bị Hồ Chí Minh vu cho là chỉ điểm, mật thám tay sai thực dân đế quốc, để rồi kết thúc cuộc đời trước họng súng của quân dân vào năm 1947 tại quê hương Vũ Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đó là nói về ông Lâm Đức Thụ. Đại biểu Quốc hội Dương Bạch Mai sinh năm 1904, mất năm 1964, từng du học ở Pháp, Liên Xô, bị đột tử khi uống ly bia giữa hai phiên họp Quốc hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Quốc. Nó chết từ từ, chết hết. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh là rành lắm phải không? Nguyễn Chí Thanh chúng ta rành lắm phải không? Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1914, mất năm 1967, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Cục Miền Nam, kiêm chính ủy Quân Giải phóng Miền Nam, bút hiệu Hạ sĩ Trường Sơn, con trai út của Nguyễn Chí Vịnh. Năm 2010 là Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyễn Chí Thanh bị chết thình lình sau khi dùng cơm chia tay với Hồ Chí Minh ở phủ chủ tịch về nhà, thì đêm hôm đó gần sáng ngày 6 tháng 7 năm 1967 bị ói ra máu chết
Đúng vào ngày định trở lại miền Nam lần thứ hai, nhà cầm quyền nói chết vì bệnh tim. Có nghe được một cái tình tiết trong cái đoạn vừa rồi Dương đọc không? Bị chết thình lình sau khi dùng cơm chia tay với Hồ Chí Minh đó. Bị đầu độc rồi, Nguyễn Chí Thanh bị đầu độc rồi, nhưng mà đâu có nói bị đầu độc đâu, nói là do bị bệnh tim chết. Thấy chưa? Mấy em rồi, hồi nãy giờ mấy em rồi, nãy giờ mấy em lên đường rồi hả anh chị, mấy em rồi. Tiếp theo nè, Đại tướng Chu Văn Tấn sinh năm 1909, mất năm 1984, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bị cho là theo phe Hoàng Văn Hoan, đã chết bất đắc kỳ tử. Mấy em rồi, điếm giùm Dương nha. Đại tướng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái sinh năm 1915, mất năm 1986. Có mặt trong đại trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xui gia với Võ Nguyên Giáp khi chuẩn bị lên làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế Văn Tiến Dũng, thì chết đột ngột, chết ngày 2 tháng 7 năm 1986. Có tin là bị Lê Đức Thọ sát hại vì e ngại người khác phe sẽ khui ra nhiều chuyện của Dũng và Thọ, để đưa Đại tướng Lê Đức Anh lên làm Chủ tịch nước ngày tháng 2 năm 1987. Mấy em rồi, hồi nãy giờ mấy em bị đầu độc rồi, toàn là đầu độc không thấy chưa. Các anh chị ơi, tin những gì Dương nói đi, những người làm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đi tiến, chúng ta mà cứ lao theo nó chúng ta chết đó. Tại vì nó giết anh chị rất là nhẹ nhàng, nó giết anh chị không có tiếng súng đạn, không dao gì hết á. Nó dùng những cái chất phóng xạ nó để trong cái chén đồ ăn, ly nước uống của anh chị. Trời ơi, anh chị nghe lời đi, nãy giờ Dương đọc là mấy em rồi, mấy em lên đường rồi hả anh chị? Anh chị có thấy chết vì súng đạn hơn không? Nó không có làm đùng đùng đâu. Trời ơi, nó dùng những cái này là nãy giờ ăn tự nhiên bữa sau về nhà chết ngắt, anh chị thấy không? Trời ơi, tại sao anh chị làm việc cho đảng, anh chị có lợi từ đảng mà Dương phải nhắc nhở anh chị hoài vậy? Không biết nữa, thiệt tình không thương cho Dương chút xíu nào luôn sao? Khổ ghê luôn á. Tiếp nữa nè, Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố, sinh năm 1914, mất năm 1986, Viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hai lần như vậy ta, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, chết thình lình ngày 5 tháng 12 năm 1986, có tin cũng bị Lê Đức Thọ sát hại khoảng 5 tháng sau khi sát hại Hoàng Văn Thái. Điếm giùm cho Dương, nghe Dương đọc xong rồi á, anh chị nói giùm cho Dương nãy giờ bao nhiêu người chết rồi nha, nói giùm Dương nha. Thượng tướng Đinh Đức Thiện sinh năm 1913, mất năm 1987, người hùng đường mòn Hồ Chí Minh. Người hùng đó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em ruột của Lê Đức Thọ, tên thật là Phan Đình Khải, sinh năm 1911, mất năm 1990, Bí thư thường trực ban bí thư phụ trách tổ chức kiêm trưởng ban chính trị đặc biệt. Và anh của Mai Chí Thọ, tên thật là Phan Đình Đống, sinh năm 1922, mất năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Công an. Hồi nãy giờ đó nghe toàn là hàng tướng tá chết không hả? Càng làm lớn càng chết lẹ nữa đó. Thấy không? Thấy không? Khi Lê Đức Thọ tác oai tác quái, tùy tiện bắt giam nhiều đồng chí cao cấp không cần chứng cứ, không cần xét xử. Giống giờ quá anh chị, y chang giờ luôn. Bắt rồi không cần xét xử gì hết, là có bản án luôn, là phạm tội này phạm tội kia luôn hả? Ngày xưa tới giờ y chang, cái bản chất của nó mà anh chị. Tôi nói 100 năm nữa mà cái đảng Cộng sản còn là cái bản chất nó cũng y chang vậy đó anh chị. Nó không có khác gì hết trơn trọi, muốn làm gì làm, không có luật pháp gì hết trơn trọi á. Không cần xét xử. Đinh Đức Thiện đã phải nói với anh mình rằng anh không thể làm những việc thất đức như thế được. Anh đừng có làm nhục dòng họ Phan. Anh không lo rồi họ đào mã bố chúng ta lên à? Thì bị lạc đạn chết trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là tai nạn giao thông. Dẫn đi vô rừng biểu đi săn rồi bắn cái đùng rồi nói là bị tai nạn giao thông. Hồ Chí Minh giết Nông Thị Xuân cũng vậy đó. Bà Nông Thị Xuân đội gì?
ăn ở với người ta thì người ta đòi chức phận, thấy không? Người phụ nữ mà người ta đòi danh phận chứ, lúc đó có bầu rồi thì làm gì, đâu có thể nào đang hoạt động chính trị mà tấm gương đẹp quá trời, đẹp lung linh nực nở mà làm sao mà ra ngoài đường nói lên tôi cưới bà Năm Thị Xuân làm vợ được. Rồi thì sao, ám giết hại bà Năm Thị Xuân, ban đêm đem ra đường quăng ra ngoài đường, dàn một cái vụ gọi là tai nạn giao thông. Bây giờ nhiều người trong lớp đấu tranh dân chủ đó đi ra đường cẩn thận, các anh chị lên tiếng đấu tranh ra đường cẩn thận, nó không giết anh chị với bộ đồ công an đâu, nó không giết anh chị với bộ đồ công an đâu, nó đi xe tải, nó đi xe hơi, hoặc nó mướn một cái lực lượng nào đó đâm vô anh chị, đâm không đẹp không ăn tiền, đó là một hình thức giết hại đó. Ông thầy của nó là như vậy rồi anh chị, thầy nó là như vậy cho nên trò nó cũng y chang hà, cái bản chất nó là như vậy đó. Mộ của Lê Đức Thọ chôn ở nghĩa trang hàng đầu là Mai Dịch ở Hà Nội vẫn có người đem quân đến ném, nên sao phải đưa về quê ở Nam Định, họ Phan Đình với ba anh em đều lên đến tột đỉnh danh vọng, thế mà đều tuyệt tự. Đó anh chị thấy không, chúng ta lên đến một cái điểm cao, nhưng mà anh chị giỏi, anh chị có tài như thế nào đi chăng nữa, chúng ta hoạt động, chúng ta làm việc cho đảng thì không sớm thì muộn thì anh chị cũng bị giết rồi. Nãy giờ bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người bị giết rồi, những thông tin này Dương biết, nhiều bạn trẻ trong nước không biết lắm, nhưng chắc chắn mà có ai biết cũng không dám nói nữa, tại mở miệng ra nói con gái là mày phản động à, tao báo công an à. Việt Nam vậy đó, không có giỏi gì hết, giỏi tao báo công an, giỏi dọ nhau lắm. Cái xã hội Việt Nam thì nó thối nát, nó tham nhũng, nó quan liêu từ trên xuống dưới, mở miệng ra mày phản động mà tao báo công an à. Nịnh thì giỏi lắm, tông hót giỏi lắm anh chị, giỏi lắm. Tiếp nữa nè, đại tướng này nè, đại tướng này lớn lắm nè, đại tướng cầm quân nè, không, ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em nè. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1944, mất năm 2013, có mấy đứa con học ở nước ngoài đều bị mật vụ của Thọ chiếu cố tận tình, như Võ Điện Biên học ở Đông Đức, Võ Thị Hòa Bình học ở Ba Lan, Võ Thị Hồng Anh học ở Nga. Do những hệ lụy này mà tướng Giáp phải trả giá đắt. Chúng ta cũng biết con gái của Tổng Bí thư Lê Duẩn là Lê Vũ Anh học ở Nga vì lấy viên sĩ hàn lâm học Maslow. Maslow là cái tầng tháp, năm cái tháp nhu cầu của con người, anh chị, tháp Maslow á. Mặc dù đã có ba con với nhau vẫn bị mật vụ của Thọ giết chết một cách rất thảm, chỉ vì cái luật quái gở cấm các sinh viên không được lấy người nước ngoài. Luật này không thành văn mà chỉ là luật miệng giữa các lãnh tụ với nhau. Nó đại tướng Võ Nguyên Giáp đó, mỗi năm mà tới kỷ niệm, mà gọi là ngày mà kỷ niệm ông mất hay này kia nọ đâu đó, khóc dữ lắm, khóc như mưa luôn. Cái câu chuyện đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cái trận Điện Biên Phủ nó còn đằng sau, nó câu chuyện nó còn dài lắm anh chị, dù mà có thời gian nhưng kể cho anh chị nghe, thấy không? Tại sao mà đại tướng ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em, anh chị biết không? Là có nghĩa là trong cái câu chuyện này là cái chiến thắng Điện Biên Phủ không phải do ông, cái chiến thắng Điện Biên Phủ không phải là do ông làm nên cái chiến thắng đó đâu, mà do tiếp tay của thằng Trung Quốc nó hậu thuẫn đằng sau. Rồi ông Nguyễn Võ Nguyên Giáp này ông đi ra rồi giống như là ông sơi muối khúc cuối đó anh chị, chứ ông đâu có là cái tướng mà cầm quân đánh trong cái trận Điện Biên Phủ đâu. Trời, nó dài thường thường, chúng ta tìm hiểu đi, chúng ta sẽ thấy nhiều cô chú anh chị mà chúng ta có biết được cái thông tin tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta ghi xuống đi, tại nhiều bạn trẻ không biết lắm anh chị. Nhiều bạn trẻ không biết thông tin này lắm, chúng ta cố gắng chúng ta comment phụ Dương nha. Dương ngồi Dương đọc thì anh chị comment xuống để khẳng định cái điều này nha. Tiếp theo, tiếp nữa nè. Trung tướng Phan Bình sinh năm 1934, mất năm 1987. Cục trưởng Cục Quân báo sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước mất quyền, bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13 tháng 12 năm 1987 tại Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền cho là tự sát. Một tháng sau, con trai cũng trong quân báo cũng bị ép vào bệnh viện với lý do tâm thần. Thấy rùng rợn không? Dương thấy Dương còn rùng rợn hả anh chị? Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Hùng sinh năm 1912, mất năm 1988, tên thật là Phạm Văn Thiện. Tại nhiệm năm 1987, mất năm 1988, chết đột ngột vì bệnh tim ngày 10 tháng 3 năm 1988 tại Sài Gòn khi đang tại chức. Ủa sao tại chức chết nhiều quá vậy trời? Người ta đang còn tại chức mà sao ngủm củ tỏi quá trời quá đất vậy không biết nữa. Tiếp nữa nè, thượng tướng công an, ai làm công an rồi coi chuẩn bị tinh thần đi nha không.
Thượng tướng công an Thi Văn Tám sinh năm 1948, mất năm 2008. Đặc trách tình báo gián điệp độc tử trong lúc khỏe mạnh và đi công tác đó đây liên tục vào ngày 12 tháng 12. Mà ngày 15 tháng 12, các cơ quan truyền thông mới được đồng loạt loan tin là chết sau một thời gian dài lâm bệnh mà không nói bệnh gì. Nhiều tin đồn cho rằng bị đầu độc. Hết giờ rồi hả? Chút xíu đi còn nữa. Rồi đó là những cái trường hợp mà bị ám sát, ám hại lẫn nhau đó anh chị. Rồi bây giờ là các trường hợp bị kết án trù dập. Thì thôi anh chị Dương đọc như đó thôi anh chị ha, Dương không đọc nhiều nữa. Dương đọc nhiều nữa mà quý vị xỉu luôn đó. Có nghĩa là ngày hôm nay Dương muốn nói với anh chị cái gì? Dương muốn đưa thông điệp gì? Là khi chúng ta làm việc cho Đảng Cộng sản Việt Nam, anh chị nghiên cứu về cái đường lối chính sách của Đảng, chúng ta thấy nó tốt. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong đó, chúng ta mới thấy được anh chị, khi mà anh chị vào rồi anh chị rút chân ra không được. Thì có những đêm Dương nằm Dương tàn đọc, Dương suy nghĩ hoài anh chị. Dương nói là cái phe miền Nam đó, chúng ta thường hay nói là phe gọi là phe Việt Cộng đó, gọi là phe Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, họ cũng là cộng sản thôi. Nhiều khi Dương suy nghĩ, Dương nghĩ là họ cũng đang cố vùng vẫy ra, nhưng mà họ vùng vẫy không được anh chị. Anh chị biết ngày hôm nay á, có câu hỏi Dương hỏi anh chị nè, bây giờ chúng ta chống cái nào trước? Chống cộng sản Trung Quốc trước hay là chống cộng sản Việt Nam trước? Chúng ta chống cái nào trước? Cái câu hỏi này nó rất là khó. Chống cộng sản Việt Nam thì đằng sau lưng có cộng sản Trung Quốc, đúng không? Thằng cộng sản Trung Quốc nó bự chành bành luôn, làm sao mà chống? Bây giờ hỏi chống thằng Trung Quốc thì bây giờ ở đây thằng Việt Nam nó đưa lực lượng nó đánh người dân, chúng ta chống cái nào trước? Những người chúng ta làm chiến lược á, chúng ta có cái tư duy tầm nhìn, chúng ta anh chị chống làm sao? Anh chị biết thằng Đảng Cộng sản Việt Nam được sự hậu thuẫn của thằng Đảng Cộng sản Trung Quốc mà, anh chị thấy không? Thằng Cộng sản Trung Quốc là nó vô cùng, nó bành trướng không? Về kinh tế của nó, về dân số của nó, cái gì nó cũng đông đúc hơn ta hết gấp bội. Nó chỉ cần nó đưa người nó qua đáy Việt Nam thôi là Việt Nam cũng chìm trong biển nước đó anh chị. Nó 1.4 tỷ dân mình có 92 triệu người ha. Bây giờ chống cái nào được? Chống cái nào trước, chống cái nào sau? Nó bây giờ anh chị thấy không? Chúng ta chỉ còn có con đường chúng ta quay lại với người dân thôi. Đồng loạt những người là đảng viên quay lại với người dân, chúng ta đấu tranh. Và trong cái cuộc đấu tranh đó, chúng ta yêu cầu quyền được đa đảng. Chứ anh chị vẫn cứ một đảng thì anh chị sẽ bị giết dần dần mòn. Bây giờ anh chị cố gắng, cái cuộc sống của chúng ta cố gắng chúng ta tiến thân. Mà anh chị tiến thân đến một cái đỉnh cao, anh chị nghĩ là anh chị dừng lại ở đỉnh cao đó sao? Không có đâu. Cái đỉnh cao đó là cái đỉnh thấp nhất trong cuộc đời, họ sẽ giết anh chị đó. Đây còn nữa là một danh sách dài thường thường. Hồ Chí Minh bị chết cũng do đồng đội, cũng do đồng chí hại nữa anh chị. Lê Duẩn thì kia nọ hại nữa, chứ không phải là tự nhiên ông bệnh ông chết đâu. Nhưng mà tại vì sao Cộng sản Việt Nam nó bưng bít hết thông tin này rồi, nó che đậy hết rồi, không biết. Và những người trẻ giống như Dương, chúng ta không có cơ hội, mà chúng ta ngồi ở trong Việt Nam là chúng ta không biết luôn, chúng ta mù thông tin luôn. Tại vì gõ trên Google nó đâu có ra đâu, toàn là ra ca ngợi Đảng Cộng sản không à. Anh chị muốn tin những điều Dương nói, anh chị đi về Việt Nam đi, anh chị sử dụng Internet tại Việt Nam đi, anh chị sẽ tin những gì Dương nói. Đừng bao giờ dùng cái mạng đúng mạng của nước ngoài mang về nha, sử dụng cái mạng ở trong nước. Anh chị gõ những thông tin, tìm kiếm nó ra toàn những thông tin tốt về Đảng không. Gõ về Hồ Chí Minh đã không bao giờ có những cái thông tin mà Hồ Chí Minh là cái sự là một người ác hay là một cái 113 tên giết người hả hàng đầu thế giới đâu anh chị, không ra đâu, nó chặn hết luôn. Cho nên là nếu như những người ở bên ngoài mà chúng ta không tận dụng cái truyền thông của chúng ta mà chúng ta đẩy vào bên trong, thì cái con số người thức tỉnh, con số người nghe nó hạn chế vô cùng. 92 triệu người mà ngày hôm nay quý vị thấy bao nhiêu người thức tỉnh. Cho nên Dương luôn khuyến khích các bạn trẻ ở nước ngoài, mà chúng ta có một cái tinh thần, chúng ta yêu quê hương, chúng ta muốn quê hương nó thay đổi, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta chia sẻ, chúng ta chia sẻ những cái thông tin sự thật về bên trong, đẩy cho các bạn biết. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay các bạn ngồi ở nước ngoài rồi, các bạn lên Google các bạn gõ nó ra nhiều lắm, dễ lắm. Thì chúng ta lên chúng ta nói lên gì? Chúng ta nói làm gì để chúng ta tương trợ lẫn nhau? Chúng ta hãy là những con cua, nhưng mà đừng phải là con cua Việt Nam nha anh chị. Chúng ta đừng là con cua Việt Nam, mà chúng ta hãy là những con cua Mỹ đi. Tại vì con cua Việt Nam làm sao? Hãy con này bò lên, con kia nó kéo xuống, nó không cho ngóc lên. Chúng ta đừng làm như vậy. Chúng ta hãy đẩy nhau lên đi. Thí dụ như cái người này không có khả năng làm việc này, thì chúng ta hỗ trợ, bổ trợ cho nhau, đẩy nhau lên. Chúng ta đừng có kéo nhau xuống. Thì chúng ta, cái cộng đồng của chúng ta cùng nhau đẩy nhau lên như vậy, thì cái mục tiêu của chúng ta mới đạt được. Chứ còn mà ngày hôm nay chúng ta thấy người này làm, ơi con nhỏ này nó dở quá, con nhỏ này nó không hay, cái thằng kia nói kiến thức tao biết hết trơn rồi, nói toàn những thông tin củ xì, củ mềm không tao biết hết rồi.
Tại sao anh chị không không tìm bằng một cái cách anh chị chia sẻ theo cái kiểu của anh chị, mà anh chị ngồi anh chị chỉ như vậy? Anh chị có biết rằng cái sự lên tiếng của người ta là người ta cố gắng dữ lắm, và khi những cái gương mặt mà xuất hiện lên đại chúng như thế này là anh chị biết cái đời tư của họ bị mổ xẻ dữ lắm không? Mổ xẻ từng chút luôn, cứ như là mình tưởng giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang sống như gầm giường nhà mình đó. Tất cả mọi chuyện của mình đúng hay sai nó mổ xẻ, nó bươi ra một, nó biến thành 100. Có nghĩa là những người làm truyền thông phải đối mặt với cái chuyện mà nó can thiệp vào cái đời tư của mình rất là mệt mỏi, rồi thêm dư luận nữa, thêm những người đồng đội của mình họ không hiểu mình, họ tấn công mình nữa. Có nghĩa là những người giống như Dương bị áp lực kinh khủng lắm anh chị. Nhưng mà phải là những cái con người có tinh thần thép chúng ta mới vượt qua được. Phải là những con người có tinh thần phải thật là mạnh chúng ta mới vượt qua được những cái thị phi. Tại vì anh chị biết chúng ta đưa cái mặt của chúng ta ra là họ biết chúng ta là ai. Rồi tại sao họ đánh chúng ta để chúng ta không nói nữa? Họ hạ nhục chúng ta bằng mọi cách, họ bêu rế chúng ta bằng mọi cách, mọi thủ đoạn luôn. Chúng ta phải đối diện với Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta mệt rồi anh chị. Nó đuối vô cùng luôn á, chúng ta đối diện với Đảng Cộng sản Việt Nam, cái lực lượng của nó gọi là khủng bố mạng trên đây nè, là mệt gần chết rồi. Rồi chúng ta phải đối diện với những người đồng đội không hiểu mình nữa. Rồi chúng ta phải đối diện với cộng đồng, những cái cộng đồng mà gọi là giống như họ không có dùng cái đầu họ suy nghĩ, họ nhìn nhận cái vấn đề theo cái phiến diện đó anh chị, còn mệt nữa. Nói chung là rất là mệt, cho nên chúng ta cố gắng chúng ta đẩy thông tin vào bên trong một cách nó nhanh, nó hiệu quả để cho những người trong nước họ thức tỉnh nha anh chị. Trời ơi Dương là lên đây là Dương nói nhiều lắm, còn nhiều đề tài để nói lắm. Rồi hết anh chị, thì Dương cũng đã kết thúc làm xong cái chương trình của mình rồi. Thì cái nội dung hôm nay Dương gói gọn ở trong cái chủ đề là nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thanh trừng lẫn nhau. Thì cái lời Dương muốn gửi tới cho những người là đảng viên, anh chị ơi, ngày hôm nay trong tay của Dương có một cái danh sách rất là dài những cái tướng công an, những người là lãnh đạo Việt Nam bị thanh trừng, bị ám hại và bị giết, có thể bị giết do đầu độc phóng xạ, có thể bị giết do gây dàn dựng tai nạn giao thông. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta bị giết rất là nhiều dưới hình thức khác nhau. Thì Dương mong muốn rằng chúng ta hãy quay về với nhân dân để chúng ta đấu tranh, chúng ta gìn giữ quê hương của mình. Dương ngày hôm nay là một công dân của Việt Nam. Dương lên tiếng đây không phải là Dương phá hoại, nhưng mà đứng trước cái hoàn cảnh, tình hình đất nước Dương không im lặng được. Anh chị cũng thấy rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi đã đi sang Đức và họ đã đi xâm nhập, gọi là xâm nhập vào nước Đức, và họ bắt Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà về truyền thông trong nước thì họ nói rằng là họ Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, điều này không đúng. Và ngày hôm nay Đức đang rất là căng thẳng trong cái việc đối ngoại với lại Việt Nam, và Cộng hòa Séc cũng đang điều tra về cái vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh. Và ngày 12 tháng 8 sắp tới ở tại Đức sẽ diễn ra một cuộc biểu tình rất là lớn. Thì Dương mong cộng đồng người Việt của chúng ta ở Đức, chúng ta tham gia, chúng ta lên tiếng để biểu tình phản đối việc cái Cộng sản Việt Nam đã có những cái hành vi như vậy anh chị. Thì Dương xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong cái chương trình live stream sắp tới. Xin chào nhé. Em nhiều người họ bỏ trong tù nữa để thay thế những vị trí đó, để khi mà nước ngoài có cái vấn đề giao thương về kinh tế làm ăn hay gì đó thì họ lấy con dân của chính họ ra làm điều kiện để trao đổi. Các bạn có thấy nó lạ lùng không? Tôi chưa từng thấy cái thể chế nào nó như vậy luôn á anh chị. Nhưng mà chúng ta càng đi sâu vào, chúng ta càng tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái câu nói ở đây nè, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Đó. Cái câu này là dẫn chứng cho vậy đó. Anh chị đâu có biết đâu, anh chị đâu có biết nhiều người ở trong Việt Nam họ không sử dụng Facebook, họ không coi tin tức. Các bạn đâu có biết được rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam bắt chính con dân của họ bỏ vô tù để làm điều kiện trao đổi với quốc tế đâu. Đâu có biết đâu. Chúng ta vẫn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là một thể chế chính trị tốt và an toàn. No, không an toàn đâu, không an toàn chút nào. Cái câu mà chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Dương mà mổ xẻ cái này chắc Dương nói 3 ngày chưa hết nữa anh chị. Cái câu này mà mổ xẻ nói 3 ngày chưa hết nữa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 anh chị thấy không? Họ là những người Việt Nam, họ là những người trong Nam, từ vĩ tuyến 17 xong bến Hải Cầu Hàm Lương đi vào trong mũi né trong tận Cà Mau là vĩ tuyến làm miền Nam.
Họ có bao giờ xách súng xách đạn mà đi ra cái vị tuyến 17 để đi đâu ngoài bên kia giết người đâu. Nhưng mà đối với cộng sản cũng là kẻ thù của cộng sản, và thậm chí trong tư tưởng của những người Việt Nam hiện tại, những người lính Việt Nam Cộng Hòa là thế lực phản động, là lưu vong, là bán nước. Năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa dâng Hoàng Sa, dâng Trường Sa gì cho Trung Quốc, mà đâu có biết được rằng là chính ông Phạm Văn Đồng đã dâng cái công hàm, dâng cái biển đảo cho Trung Quốc. Rồi năm 1958 đó, Trung Quốc lúc đó nó yếu, nó đâu có đánh được đâu. Năm 1974 thằng Trung Quốc nó mới đánh, thì người lính Việt Nam Cộng Hòa phải đi ra ngoài đó bảo vệ. Nhưng mà cái lực lượng của chúng ta lúc đó nó đâu có đủ điều kiện để chúng ta bảo vệ, chúng ta giữ gìn cái điều đó đâu. Trời ơi, cái thằng anh em của mình nó đi bán nhà bán cửa, mình phải đi ra mình bảo vệ đất đai. Bây giờ nó còn vu khống mình là người đi bán nhà bán cửa nữa. Cái câu này mổ xẻ dữ lắm anh chị, mổ xẻ nói 3 ngày 3 đêm chưa hết nữa. Dư luận viên nào mà nói năm 1974 đó Việt Nam Cộng Hòa để mất đảo Trường, để mất Trường Sa đó, coi lại đi. Năm 1958 ai ký cái công hàm dâng 12 hải lý cho thành Trung Quốc, nhớ không? Rồi từ từ đi, Dương sẽ nói cái chủ đề này sau. Dương quay trở lại cái chuyện mà ngày hôm nay nội bộ nó thanh trừng lẫn nhau ha. Một, Stalin đã sát hại 2/3 ủy viên Bộ Chính trị, nó bản chất của cộng sản đó. Khoảng 3/4 ủy viên trung ương thời Lenin và khoảng 20 triệu dân Nga. Đó, bản chất của đảng Cộng sản đem về áp dụng cho Việt Nam. Anh chị thấy Việt Nam có tồi đời không? Thấy Việt Nam có xấu số không? Đó, tự nhiên mang cái chủ thuyết Cộng sản đem về tàn sát đồng bào của chúng ta. Hai, Mao Trạch Đông cũng đã hãm hại nhân vật thứ hai như Lâm Bưu, rồi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, Bành Đức Hoài, Chánh Đặng Tiểu Bình, bích đường vào Bộ Chính trị của ông Thanh. Mời độc giả xem lại bài viết sự thật về thanh tra đất đai ở Đà Nẵng để biết rõ hơn. Sau hội nghị trung ương lần thứ 7, ông Nguyễn Bá Thanh đã giải quyết được nhiều khúc mắc với các ủy viên Bộ Chính trị, đạt được nhiều thành tích trong các vụ án tham nhũng. Ông đã được sự ủng hộ của tứ trụ triều đình, con đường vào Bộ Chính trị của ông đã mở rộng tại hội nghị trung ương 10. Sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả gia tộc bị đe dọa nghiêm trọng, được cả tứ trụ triều đình bật đèn xanh. Ông Nguyễn Bá Thanh quyết định làm việc cần phải làm sau khi đã nắm trong tay hàng loạt đơn tố cáo chính danh của nhiều tầng lớp nhân dân cùng chứng cứ xác thực về các hành vi tham nhũng hủ hóa của Nguyễn Xuân Phúc. Và quan trọng nhất, ông Nguyễn Bá Thanh đã âm thầm thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành điều tra khối tài sản tham nhũng của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc theo chỉ thị mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả dinh thự sẽ được ông Thanh trình lên thường trực Bộ Chính trị bằng bí thư vào hội nghị trung ương 10 lần tới. Điều này khiến sinh mệnh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết và bắt buộc ông ta phải ra tay. Thì cái nội dung này á, cho chúng ta thấy được rằng là nội bộ họ thanh trừng lẫn nhau là bởi vì anh chị cũng biết rồi, đảng viên mà những người làm lãnh đạo cấp cao mà thì ai mà không tham nhũng, không hối lộ, mà khi bị điều tra thì họ bắt buộc phải ra tay để mà triệt hạ những cái người mà họ sẽ làm những cái công việc liên quan tới việc điều tra khối tài sản của mình. Tiếp theo anh chị, điều kiện và khả năng thực hiện. Với khối tài sản vơ vét hút máu nhân dân lên tới con số hàng nghìn tỷ và có quan hệ đặc biệt với Trung Nam Hải qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào và đại gia Hoa Kiều Đặng Văn Thành, người có vai trò quan trọng trong các hội đoàn người Hoa và gắn bó chặt chẽ với lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc hợp tác và chấp nhận chịu sự khống chế của Trung Quốc là điều tất yếu. Với tài sản cùng quan hệ đó đã quá đủ về điều kiện để Nguyễn Xuân Phúc thực hiện âm mưu ám hại ông Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt cùng thời gian ngày 16 tháng 12 2013, ông Nguyễn Bá Thanh lên đường thăm Trung Quốc, thì cùng ngày 16 tháng 12 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên đường đi Lào trên danh nghĩa dự phiên họp liên chính phủ phân ban hợp tác Việt Nam Lào. Những người thân cận tiết lộ cho biết có tháp tùng ông ta đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Vientiane, Lào. Nguyễn Xuân Phúc đã gặp riêng Đại sứ Trung Quốc Quang Hoa Binh, nội dung không ai được biết chi tiết. Nhưng sau cuộc gặp riêng thì thấy Nguyễn Xuân Phúc rất hớn hở và tự tin. Đây là có nghĩa là cái công cụ, cái giai đoạn chuẩn bị cho cái việc mà sẽ hạ gục ông Nguyễn Bá Thanh. Theo thông tin từ ông Phan Văn Tâm, thư ký phụ trách tháp tùng chăm sóc ông Nguyễn Bá Thanh cho biết,
Ngay sau chuyến công tác Trung Quốc vào cuối năm 2013, ông Thanh bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, suy kiệt, thường xuyên bị choáng, ngất kéo dài cho dù trước đó ông hoàn toàn khỏe mạnh. Trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài các buổi tọa đàm chính thức, ông còn được bạn dẫn đi một số nơi để mua sắm, ăn uống, và chắc chắn ông bị Trung Nam Hải ra tay trong khoảng thời gian này. Các anh chị thấy có nổi da gà không anh chị? Có rùng rợn không? Tất nhiên, chúng tôi không thể có được những chứng cứ và diễn biến quá trình cụ thể. Nhưng kết quả chẩn đoán ngộ độc phóng xạ ARS đã tiến triển thành ung thư máu bạch cầu cấp của các trung tâm y tế hàng đầu tại Mỹ là sự thật. Họ giết người không có cần phải dùng súng, không dùng dao, không dùng đạn, không dùng mát lê gì hết anh chị. Họ giết chúng ta, họ giết những người làm trong đảng bằng cái hình thức là dùng cái chất phóng xạ. Thì họ dùng cái cách nào thì có trời biết. Họ bỏ vô trong đồ ăn nè, họ bỏ vô trong nước uống nè, hoặc là họ để trên cái vành ly đó anh chị, họ tráng một cái lớp mỏng trên cái vành ly, rồi họ ngậm vô trong miệng thôi, thì nó cũng cái chất đó anh chị biết, nó cũng kinh khủng lắm, nó rất là kinh khủng. Cho nên là anh chị, chúng ta càng tìm hiểu chúng ta sẽ thấy được cái nội bộ đảng Cộng sản nó đã thanh trừng từ rất là lâu rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong cái xã hội độc tài mà, cho nên thông tin họ hoàn toàn bị bưng bít, cho nên người dân ở trong nước không có biết những cái chuyện này ha anh chị. Với đầy đủ động cơ, điều kiện và tính cách của Nguyễn Xuân Phúc thì càng không cần phải nói. Giới lãnh đạo Việt Nam ai cũng nhận định Nguyễn Xuân Phúc là kẻ thượng đội, hạ đạp, thâm độc, cơ hội, phản phúc từ ngay góc nhìn nhân tướng học, và thực tế đã chứng minh điều ấy. Chính miệng ông Phúc đã từng nói khi mới ra Trung ương nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ năm 2006. Tôi là người không ngán gì, làm cho tới bến luôn. Việc Nguyễn Xuân Phúc mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể nghi ngờ. Chúng ta có thấy ông Nguyễn Xuân Phúc ổng trực tiếp ổng ra tay ổng ám hại ông Nguyễn Bá Thanh anh chị không, mà qua tay một người khác. Cho nên là chúng ta đâu có thể điều tra được đâu. Chúng ta không thể điều tra được ai là hung thủ, ai là người giết ông Nguyễn Bá Thanh anh chị, qua một cái người khác mà làm sao mà điều tra ra được, bắt ông Nguyễn Xuân Phúc này phải đền tội được, phải không? Anh chị thấy Cộng sản nó ngu ngô chưa? Theo thông tin chúng tôi có được, đợt hóa trị lần 3 của ông Nguyễn Bá Thanh đã thất bại và ông sắp được gia đình đưa về Việt Nam. Liệu ông có còn đủ tỉnh táo để hệ thống lại các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ về khối tài sản tham nhũng khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc và gia đình, cùng với lá đơn tố cáo đích danh Nguyễn Xuân Phúc là nghi phạm đã đầu độc ông trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm bắt tên đồ tể này hay không? Nhưng chúng tôi tin rằng trời cao có mắt, chắc chắn Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đền tội trong một ngày không xa. Đây là câu cầu trời Phật phù hộ cho Nguyễn Bá Thanh vượt qua được đại nạn. Chúng tôi có thể nói với ông rằng người dân Đà Nẵng rất thương ông, và từ chiều ngày 31 tháng 12 2014 đã lập đàn cầu an tại tỉnh Thất Bửu Sơn. Mọi người đều thành tâm cầu cho ông được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ. Cái chương trình livestream hôm nay Dương muốn nói về cái những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì anh chị cũng biết thời gian gần đây nổi trội cái là vụ của anh Trịnh Xuân Thanh đã bị Cộng sản Việt Nam sang tận Đức để mà bắt cóc, đưa anh Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Thì trước anh Trịnh Xuân Thanh là ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc chết, thì có nhiều người cũng ở trong nước, có nhiều người cũng không có nhận ra được rằng là ông Nguyễn Bá Thanh ông bị đầu độc như thế nào. Thì Dương cũng tìm tài liệu, chào tất cả các anh chị, Dương tìm tài liệu ở trên Google, thì Dương cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở trong Việt Nam biết thêm thông tin. Tại vì ở tại Việt Nam, anh chị cũng biết rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy bưng bít, và hầu như những cái chuyện gì mà sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ đưa lên truyền thông, không đưa lên truyền thanh, và thậm chí báo giấy cũng không đưa, và điện tử, báo điện tử cũng không đưa, và thậm chí nhiều nhà báo cũng không dám viết bài nữa anh chị. Thì chúng ta ngày hôm nay, những người Việt đang sống ở hải ngoại, chúng ta có được cái quyền tự do ngôn luận, thì chúng ta hãy sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình cho nó đúng, cho nó hiệu quả, để chúng ta đẩy cái thông tin về bên trong. Thì Dương sẽ đọc cái nội dung mà ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, rồi sau đó Dương sẽ đọc thêm một cái danh sách những vụ thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau nữa thì Dương sẽ có một cái bài hát Dương tặng cho anh chị nha. Thì
Trong cái chương trình livestream của Dương, Dương sẽ rút ngắn cái thời gian của mình lại và Dương sẽ không có làm nhiều nữa. Hiện tại là 12 giờ rưỡi bên Na Uy, thì Dương cũng cố gắng những cái chương trình mình trong khoảng thời gian 30 phút. Cho nên là Dương sẽ tổng chào tất cả các anh chị nha. Ai đã đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh? Như nhiều độc giả đã tinh ý nhận định, kẻ thủ ác không thể là ai khác ngoài Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vì các lý do sau. Thì đây là một cái bài viết nói về cái chuyện nội bộ họ Thanh Trừng lẫn nhau nha anh chị. Động cơ, có hai động cơ quá rõ ràng. Nguyễn Xuân Phúc quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền Trung trong bộ chính trị tại đại hội lần thứ 11 đầu năm 2011 nhằm bảo vệ độc quyền của mình trong cái gọi là nhân tố miền Trung. Nên trong quá trình diễn ra đại hội có hơn 65 đoàn đại biểu thì Nguyễn Xuân Phúc đã mời cơm gần 60 đoàn. Ông ta gặp riêng các trưởng đoàn và các ủy viên trung ương để vận động bỏ phiếu cho mình và rêu rao ông Nguyễn Bá Thanh độc đoán, chuyên quyền nhằm hạ thấp uy tín ông Thanh. Như sẽ đọc cái diễn biến mà ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc như thế nào. Các ông Lê Thế Tiệm, Vũ Ngọc Hoàng cũng đồng thời là nạn nhân của Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội kỳ này. Đúng như tính toán, Nguyễn Xuân Phúc đã vào bộ chính trị dẫn đến câu nước chảy ngược mà người Quảng Đà thường hay nói. Đến cuối năm 2012, ngay sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được điều động về Trung ương, nhậm chức trưởng ban nội chính và được cơ cấu vào bộ chính trị, thì ai cũng thấy vị trí của ông Nguyễn Xuân Phúc lập tức bị lung lay. Ưu thế độc quyền nhân tố miền Trung cũng không còn, ông Phúc cũng mưu mô dùng quyền phó trưởng ban thường trực chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để lệnh cho thanh tra chính phủ công khai kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng nhằm triệt hạ uy tín. Thì cái bài này viết lúc mà ông Nguyễn Bá Thanh còn sống, mà lúc đó là trong nội bộ lùm xùm chuyện mà ông Nguyễn Bá Thanh ổng bị ông Nguyễn Xuân Phúc hại đó anh chị. Thì lúc này thì lúc đó Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống. Thì chúng ta, tại sao Dương đọc cái nội dung này? Để Dương nói cho các anh chị và những người làm đảng viên, có thể là từ cấp trung ương, từ cấp tỉnh, từ cấp thành phố, từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ha, là anh chị cũng đã biết rồi, cái bản chất của đảng Cộng sản là vắt chanh bỏ vỏ. Dương không phải nói để mà Dương chia rẽ nội bộ đảng hay này kia. Bình thường, hiện tại, thường ngày nó đã chia rẽ rồi. Chúng ta không thấy nó ẩn mình dưới một cái lớp gọi là một đảng duy nhất, nhưng mà thực sự trong một đảng này nó chia phe, chia phái, nó chia nhóm rất là nhiều, và nó đấu đá, nó thanh trừng lẫn nhau. Họ vẫn cứ cố, họ giữ cái độc đảng này, họ không làm đa đảng anh chị. Cho nên là họ giết nhau sùm ẩm tỏi ở trong đó mà chúng ta không biết. Những cái chuyện này làm sao mà họ đưa lên trên báo chí, báo đài được anh chị? Họ sẽ không bao giờ đưa lên đâu. Tại vì họ đưa lên đất nước làm sao tin vào cái chế độ này được nữa. Họ cố ém nhẹm. Anh chị có nghe có câu không? Giống như mèo giấu gì? Nó thì họ giấu giống như vậy. Còn những thông tin gì mà có lợi cho họ là họ đẩy rất là nhiều. Họ đẩy mạnh lắm để cho người dân tin ở bên kia, ở thế giới bên ngoài không có ổn định. Ở Việt Nam ổn định lắm. Nhưng mà các bạn đâu có biết ở trong Việt Nam có nhiều tướng tá chết hàng năm, chết hoài luôn mà chúng ta đâu có biết. Thì hôm nay cái kênh Facebook nó phát triển thì nhiều người nói chúng ta mới biết ha. Tiếp theo thì Dương sẽ đọc những vụ thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta nghe ha. Những cái thông tin này ở trong Việt Nam các bạn tìm không có ra, Dương sợ là họ đã chặn rồi cho nên các bạn tìm không có ra đâu. Cộng sản là chủ nghĩa khác máu với chủ trương bạo lực cách mạng nên đảng viên cộng sản cuồng tính quen thanh toán giết người. Nó cái bản chất của đảng cộng sản như vậy đó, thấy ớn không? Thấy ớn không? Chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay với cả chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Anh chị nghe câu này anh chị có suy nghĩ được gì không? Chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, mà chúng tàn ác ngay cả với chính đồng bào của chúng ta và đồng chí của chúng. Dương sẽ minh chứng cái câu nói này. Anh chị có thấy cái đất nước nào nó lạ giống như cái đất nước mình không? Lại bắt chính con dân của chúng ta bỏ tù để làm điều kiện yêu sách khi bước ra ngoài quốc tế, muốn làm ăn, kinh doanh, nhất là với Mỹ. Ví dụ như ngày hôm nay á, muốn Mỹ cho một cái điều gì đó, hoặc là muốn làm ăn với Mỹ hoặc như thế nào đó, thì bây giờ họ lấy con dân Việt Nam ra làm điều kiện để trao đổi. Nếu như vậy thì họ bắt con dân mình vô làm điều kiện trao đổi. Bây giờ thằng Mỹ nó sẽ nói tao sẽ làm điều này cho mày nè, với điều kiện mày thả cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm này ra đi.
Các anh chị có thấy cái người nào lạ lùng giống như cái chế độ nào lạ lùng giống như cái đất nước của mình không? Có thấy thấy lạ không anh chị? Họ thả người này ra, vừa rồi có một số người đi gia đình mục sư Nguyễn Công Chính đi qua Mỹ, thì họ sau đó họ lại bắt thêm